các bạn. Các bạn ơi, mình đang quay cho các bạn xem. Ở đây có một cái cây hoa mà nó có từng chùm. Nhìn cái hoa này, nhìn nó cũng xinh xắn lắm này các bạn này. Những cái chùm của nó mọc ở đầu cành này các bạn. Đây, như cái chùm này là nở được 5 cái và một cái nụ này. Và ở dưới cái chùm này cũng vậy nè các bạn, cũng nở được 4-5 cái và cũng còn rất là nhiều nụ nè. Mình zoom lại gần nè. Đây là một loại hoa mọc hoang ở ven đường đó các bạn. Và ở đây cũng có một cây hoa cũng giống như vậy. Nhưng mà hoa đây là nó màu trắng. Cái hoa khi nãy mà mình quay cho các bạn thì nó màu tím. Và khi mà mình lên mạng để mà mình coi á, thì mình được biết cái cây này nó có cái tên nó là cây bồng bồng đó các bạn. Thì theo như mình được biết ấy, thì mình xem có một số chỗ thì nói là cái mủ của cái cây này thì nó độc lắm. Nhưng mà cũng lại có một cái nguồn nữa là được biết là cái cây này ấy, là người ta cũng có sử dụng để chữa bệnh hen đó các bạn, cũng như chữa bệnh ghẹ lở nữa. Mà mình thì cũng không rành lắm, nhưng mà khi mình coi được hai cái nguồn tin đó thì mình cũng ghi hình rồi mình cũng chia sẻ để cho các bạn cùng cùng biết cái cây này. Tức là nó vừa, cái mủ nó thì vừa có độc nhưng mà nó cũng là một cái cây thuốc trị bệnh nữa nè.